Thì xin chào ông bà cô chú và các bạn đến với kênh Barbie Thịnh Đình Mâm. Hôm nay á, là sáng rồi nè, thì đi chợ á, thì mua ruột heo á, thì về thì nước dừa á, ông bà cô chú. Bây giờ thì quay cho ông bà cô chú cho các bạn cùng xem. Nhỏ em nó làm phụ nè, đây nè ông bà cô chú. Thì mua ruột heo và làm nãy giờ nè, thì đổ bột mì tinh vô á, thì rửa bằng bột mì tinh với ít chanh ít muối á, hết mồ hôi luôn á. Làm thì đem khì với nước dừa rồi ăn với cơm rất là ngon. Ruột này nhìn trắng mà nhìn cái chỗ bán này thấy không có bị hôi nè, ta làm kỹ á, rồi rửa nãy giờ á cũng hết mùi hôi rồi, ruột nó trắng phao luôn. Bây giờ rửa vậy xong thì trộn lại nước mắm á. Nước mắm xong rồi thì mới đem khì ra. Ruột á, thì làm xong rồi nè, bây giờ á, thì đem lên thì ốp. Cái này là ghiền nè, ghiền giả ra nè, giả với thì bầm ít nữa, ốp đường với chút xíu nước mắm với muối vô đây. Giờ thì để vô ít đường đi, tại vì thì khi nước dừa thì không có để đường nhiều, thì để vô chừng 2 muỗng đường á. Rồi thì cho thêm một ít muối nữa, ít muối thật thêm. Vô ít hạt nêm, rồi nước mắm với muối. Rồi thì bắt lên bếp á, thì xào cho nó săn săn á, thì đổ nước dừa lên thì khì. Xong rồi đó, bây giờ thì bắt lên bếp thì nè mọi người coi nè, ghiền rất là thơm, trời ơi nghe cái mùi ghiền á, là nó muốn ăn liền vậy, muốn ăn cái ruột liền luôn. Mặn thì cực mà lại ăn á thì ngon, mà mặn cực quá à. Qua cái ruột này, cái này mới được mấy người nhậu ha, rồi mấy người nhậu rồi gặp là thích lắm. Hơi màu vàng vàng nè, cái này thì thắng đường á, thì để vô cho cái màu thịt nó vàng, mà hồi khi nước dừa thì nó cũng đã vàng mà, thì muốn làm cho nó vàng hơn nữa. Rồi bắt lên bếp. Thì đã xào xong rồi nè ông bà cô chú nè, thấy ngon không, màu đồ đẹp đó nha. Hồi nãy là thì tưởng đâu là nó đen luôn rồi mà màu lên rất là đẹp vàng. Bây giờ thì xào cho nó hơi vàng chút xíu nữa cho nó ra mỡ hết á, cái cục ruột này nè, nó vàng rồi nó khô lại nó mới ngon. Rồi xuống được không? Còn xuống cơm kia đâu nó xuống cơm nè, ra thẳng đây qua ngồi với mẹ đi con, qua ngồi với mẹ kìa. Không, con muốn ngồi với Út, con thương Út với con thương mẹ. Rồi chơi gì chơi kỳ. Thì mời ông bà cô chú ăn mà ruột khì chấm với nước mắm mà chua ngọt nè. Rồi ra thấy con không ạ? Thì mua kim chi, cái này kim chi thì mua ở cái túi xanh á, thì mua về ăn chung. Mời bà cô chú các bạn cùng ăn nha. Ruột thì nước dừa, ăn thử thì nó ngon không, mà thấy cũng hấp dẫn quá bà cô chú ơi. Thì xong nó mở ra cái gì chiên lại á, cái nó hơi vàng vàng. Món mà con thích thích. Còn cái món nào? Có món này nữa. Thì nhắc ra đi, bây giờ nó trứng rồi. Món nào? Bí hay gì? Không, thích ăn bí đâu. Đây, mời bà cô chú. Ruột trắng. Ruột mềm. Mềm hết. Mềm hết. Cũng gì. Nước mắm này á. Coi. Đừng có chắc ghê. Con mấy cái em của thầy á, nó cũng đang ăn cơm. Mà nó ngồi qua bên góc. Con ăn cái gì? Gà. Thử ăn cái gà này. Cái gì nó thơm. Thơm quá cơm. Ăn một đũa rồi mà. Kể có miếng nhỏ lên mình để chén. Nè, tự cắt đi, nó chén nó thơm. Cái nào giòn. Mềm lắm không? Mềm, cái này mềm mềm. Đúng lắm nha. Dạ. Đúng rồi. Này của công không con? Rồi, sao nó bự hả? Đâu có bự đâu, không ăn được.
đâu ăn ngon? Tao không muốn ăn cái nhỏ đâu. Tao không. Tao không thích. Con muốn ăn cái bự gì đúng hả? Không, con không phải. Con ăn bự. Vậy hả? Dạ. Đi lần trước cầm cọc cho Kim nữa. Nhưng mà ốc vậy con gọi ăn cơm ốc. Muốn ăn không hả? Không ăn cơm luôn hả? Ăn. Ăn đi. Nó con đeo lên trước cho ăn. Đi đi. Ra. Bao thử. Tao không muốn gì mấy ăn hả? Ăn cơm hả? Cơm. Ê, gớt bảy chén con. Gớt bảy sao mà không? Thì á, hồi sáng á, cái này á là thì mua 2 kg mấy nè. Kìa lên còn nhiêu nè. Bắt chậm á. Tại hồi sáng đi chợ á, tính rồi thì mua thịt ăn rồi. Xong rồi á thì hai chị em á đi chợ có thấy ruột á, sợ bán á. Nhìn thấy ngon quá mà nó không có bị hôi. Ăn ớt á chị. Ăn chung ớt ngon. Ăn mới bị ăn rất ngon được. Vì bị bệnh đau bao tử. Vì không ăn được không lấy ớt cay. Bữa hôm á thì đi khám bệnh á. Khám bệnh có bác sĩ nó bị lét rồi. Vì cho nên nó là bây giờ cái đồ cay nó dám ăn. Trước là thích cay lắm. Ăn cái gì không cay là không được á. Phải ăn cay. Mà bây giờ đồ cay này nó như cái chén nước mắm này nè là nó cay á, không dám ăn. Ăn bởi vì ăn không không dám ăn với nước mắm, mà ăn không nó cũng đã ngon rồi, nó cũng vừa ăn, làm vừa ăn ngon. Ngon thì mai mốt còn làm nhiều hơn hả? Lần đầu ăn muối lên hả? Lần đầu biết ăn muối lên này hả? Ăn được không? Thịt nó dày á. Thịt nó dày á hả? Ăn phải giòn giòn. Mấy người đó người ta nói ăn giòn mà nó dày cho nên nó giòn. Thịt nhanh thẳng luôn. Thịt đòi bóc cái ruột ăn mình. Rồi bưng cái chén cơm đi không biết ăn được tới đâu. Cơm nhuận thiệt chứ. Mấy lần trước cục có làm ruột. Mình thì cũng không có mua ghiền để vô. Nó không có ngon bằng. Thật này á, đi chợ á,
Mấy lần trước á, mua nó không có. Có gì nữa, chảy nó quá. Cái là thịt viên già lắm. Ừ. Đợt này có bán nè, để vô thơm mà nó ngon. Không tưởng tượng nổi. Cái nách này. Mà thường thịt gà, vịt, thịt heo mà có gì không? Đỏ giống như cái mùi đặc trưng của nó thì nó không bị tanh. Ngon, ăn con trái ăn cũng ngon ha. Cái mình đi kéo đi chị. Bây giờ đó là da này chắc có 12 mấy rồi. Thì mà khi đeo á mình ăn ruột rồi nè, chứ ăn cơm rồi bây giờ mình kết thúc rồi nè. Thôi rồi. Tại vì mấy đứa em mình nó ngồi gần mà nó ăn nó gấp chị không? Cảm ơn mọi người đã xem video và nhớ mà ủng hộ cho thì á thì để cố gắng thì làm không dài á là thì mất công việc cách thì không có ra video được. Và bây giờ thì bye bye mọi người nha.